Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cơ số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm, và chương trình mà quý vị đang theo dõi là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị. Thì thường, hello, giờ chúng ta nghe đây. Hello. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Xin chào luật sư. Dạ, chào câu ông. Hỏi luật sư. Dạ, được ông. Tôi bị accident nay 3 năm mấy rồi, luật sư. Và bây giờ cái hãng bảo hiểm của tôi không phong mở, nó gửi cho tôi cái lá thư, nó được nói mày bây giờ mày phải trả 100 ngàn. Bên kia đòi bây giờ mày phải trả. Mà tôi trong kia có bảo hiểm đầy đủ, mình đóng đầy đủ, mà sao không có mình trả là sao, luật sư? Ông có thể mang cái thư đó tôi coi. Thế này, cái tai nạn xảy ra 3 năm rồi, phải không? Trong cái tai nạn đó thì ông là người có lỗi, phải không? Không, tôi không có lỗi. Tôi xác định là tôi chạy đèn xanh, mà tôi có witness đàng hoàng. Mà không, nó kêu mình trả là trả sao? Có cần thì phải đập bò chứ đâu có du lý gì được chứ. Ok, cái thư đó là của bảo hiểm của ông hay bảo hiểm bên đối phương? Dạ, của... cái lá thư đó của đối phương, nhưng mà nó nhờ cái bảo hiểm mình tôi chuyển mà tôi. Ok, tôi cái này đó, tôi có lẽ ông nên mang cái thư đó cho văn phòng luật sư nào họ coi cái thư đó nhé. Có thể hay là văn phòng tôi hay là văn phòng luật sư nào cũng được, họ coi rồi họ có thể cho ông biết ý kiến, tại vì cái rất là khó mà nói, tại vì thế này. Nếu mà ông nói là ông không có lỗi thì không có lý gì mà văn phòng luật sư kia nó bắt ông phải trả tới là 100 ngàn. Mà nếu mà tôi chỉ sợ như thế này, trong cái tai nạn này, lấy thí dụ ông có lỗi và bên kia đó họ kiện ông, họ đưa ra tòa. Sau khi ra tòa họ có cái judgment thắng là bao nhiêu đó mà cái bảo hiểm ông không có đủ để trả. Thì khi đó đó mới đặt cái vấn đề là ông có thể phải chịu trách nhiệm trên cái số tiền policy của bảo hiểm của ông. Nhưng mà đó là tôi chỉ đoán thôi, tại vì tôi không có thấy cái thư của đó. Thành ra tốt nhất là ông nên mang cái thư đó hoặc đến văn phòng luật sư nào cũng được, hoặc đến văn phòng luật sư tôi thì tôi coi tôi có thể cho ông biết ý kiến đúng hơn nhé. Dạ, tôi hiểu, nhưng mà nhiều khi cái tai nạn có thể nó cao hơn 100, thì nhiều khi 100 không đủ thì có thể nó đòi ông nhiều hơn nữa. Dạ, thì tốt nhất là ông mang cái đó thì họ coi, thì hoặc là tôi coi hoặc là một người luật sư nào khác họ coi thì họ có thể cho ông biết ý kiến tốt hơn nhé. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, chào ông. Dạ. Hello, dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, luật sư. Dạ. Em có câu hỏi. Dạ, được. Là nếu như là nhà kế bên đó mà người ta cứ liện rác bên nhà mình đó, thì như vậy đó, nếu mà mình kêu báo cho cảnh sát đó, thì họ có bị phạt tạ gì không, hay là cảnh sát có ngăn chặn cái chuyện đó hay không ạ? Tại vì đây là private property đó, tài sản của cá nhân đó, thì tôi sợ rằng cảnh sát, bà có gọi cảnh sát họ sẽ không có đến. Bà có thể complain này với lại bên city ở phần code enforcement. Nhưng mà cái quan trọng là quyền của bà đó là bà phải chứng minh rằng cái rác gì đó là của bên nhà hàng xóm bà liện và ai liện. Tại vì bà không có thể nói vu vơ, ồ hàng xóm tôi nó liện qua cho tôi, mà bà không có bằng chứng. Người nhà thấy. Ok. Người đó liện. Dạ, người nhà thấy cũng không đủ, tại vì người nhà bà khi ra tòa họ cũng có thể nói là người nhà bà đặt điều
chẳng hạn nó láo chẳng hạn, thì tốt nhất đó bà nên có một cái camera để mà bà thâu, để chẳng hạn có bằng chứng là cái người đó họ liệng rác qua nhà bà. Thì khi đó đó thì bà có thể đặt lên vấn đề hoặc là nói report với là bên city hay là cảnh sát, hay là bà họ cũng có thể kiện họ tùy theo cái thiệt hại bà nhiều hay ít. Nhưng mà bà phải có bằng chứng hình ảnh rõ ràng, chứ bà không có thể nói ô người, cái người nhà bà ra tòa thế ô tôi ngày hôm đó tôi thấy cái người hàng xóm tên A đó liệng rác qua nhà tôi, rồi cái ông kia ông A ra nói tôi đâu có liệng hồi nào đâu, bằng chứng đâu mà nói là tôi liệng. Thì chỉ là hai bên đối chất với nhau, không có ai là có bằng chứng ra hết. Thì tốt nhất là bà phải có bằng chứng thì bà mới có thể xúc tiến được cái vấn đề này nhé. Dạ, ok. Dạ, tôi dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn bà. Đến đây quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh là 714-893-3264, 714-893-3264 thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Và thường thường cứ sau 15 phút thì đài tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại. Cho nên nếu quý vị còn chờ đường dây thì tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình thì chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. Về cái quý vị hồi nãy mà đặt cái câu hỏi về vấn đề đụng xe đó, thì thường thường như thế này, trong một cái tai nạn xe cộ đó thì thường sau khi nếu mà mình cũng có bảo hiểm hello tôi lại phải hello chờ chúng tôi nghe đây hello giờ tôi luật sư Liêm tôi nghe đây hello hello dạ luật sư Liêm, em muốn hỏi câu hỏi là em chở con em đi học rồi em đã chịu mấy người phụ huynh của em bé khác ngồi hỏi thăm thôi, thì cô giáo chạy ra cô nói là không có quyền nói chuyện với phụ huynh khác. Ừ, em nói chuyện gì mà cô giáo nói là không có quyền nói chuyện phụ huynh khác, nghĩa là sao? Thì anh có ba có đứa bé, anh đón con anh rồi anh hỏi là cháu có học hè không, chị mới có cháu năm nay đi học hè. Cái bà ở trong office phải chạy tới và nói ngưng không được nói chuyện, ta không cho em không có quyền được nói chuyện với người phụ huynh khác. Ồ, bà cô giáo đó là bà sai rồi, bà đâu có quyền cấm ai không được nói chuyện, mình muốn nói là nói chứ. Ừ, nói vậy mà tâm mày phải khai cho tao biết là mày nói gì ba đó. Đúng rồi, hỏi thăm con tao thôi mà. Tôi không hiểu. Em hỏi cái gì mà bà giáo nói mày không được hỏi hỏi. Ok, em đi đón con em. À. Là rồi em cái phụ huynh đó là em cũng hay gặp đó, học chung với con em đó. À. Anh học chung với con em. Cái mấy hồi hay cháu của năm này có đi học hè mới có. Cái bà trong ốc, cái bà chạy ra và đưa con em ra là cái bà nói ngưng không nói chuyện. Mày nói gì với ba nó vậy? Ok. Vậy là bà cô giáo đó bà không đúng thì cô có thể liên lạc với hiệu trưởng của cái trường đó để file complaint với lại cái cô giáo nói là tôi chỉ hỏi cái ông đó như thế nào mà tự nhiên cô giáo chạy ra cấm tôi không được nói chuyện với ông đó là sao? Ok. Không có cho nó nói chuyện phụ huynh nào hết á. Dạ. Không biết là có phải tôi bảo là đọc có đúng không? Không, bà có quyền bà nói chuyện với phụ huynh nào bà muốn nói chuyện thì bà nói chứ không thua gì. Dạ, đâu có vấn đề gì mà phải có quyền gì cấm bà không được nói chuyện với những người phụ huynh khác đâu. Nhá, yeah, thành ra bà có thể report complaint với lại cái người hiệu trưởng của cái trường đó. Nhá, yeah, cảm ơn bà. Là bà sai đúng không? Dạ, yeah, dạ yeah, đúng. Ok. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, yeah, chào luật sư. Dạ, yeah, chào anh. Dạ, yeah, em có biết kêu luật sư, em có muốn một người có license đầu vàng sửa nhà em á, làm petrol. Rồi cái... cứ là làm cái step nào là em phải trả bao nhiêu tiền step đó và nó ký hợp đồng với trên giấy hợp đồng đó nó ghi rõ rằng là trong 2 tuần là xong của hồi tháng 11 năm ngoái đó, nhưng mà cái nó cứ kéo dài đến bây giờ luôn cũng chưa xong nữa mà em cũng vẫn trả tiền đàng hoàng từng step bao nhiêu nó xong rồi em trả tiền mà bây giờ đó, cái stable đó, là có chỗ thì lỡ rồi chốt chỗ ấy rồi bị bể tùm lum hết đó, em nói nó để sửa lại mà kêu nó cứ hẹn rồi nó không tới, hẹn rồi nó không tới mà em còn 3.000 nữa thì bây giờ em hỏi luật sư là như vậy em có quyền khi mà nó tới nó fix hoàn toàn thì giờ em có quyền em giảm tiền không? Em không có quyền giảm tiền tại vì đó khi mà nó làm trễ đó mà em không có phơi complain hay nói gì với nó đó
thì em waive cái right của nó và em vẫn để cho nó tiếp tục làm. Bây giờ nếu nó làm xong rồi đó thì em phải trả lại tiền nó. Chỉ khi nào đó, chẳng hạn nó làm không đúng, nó làm sai, rồi khi đó đó em phải viết cái thư cho nó biết là nó làm sai cái gì, yêu cầu nó sửa, nó không sửa thì khi em phải mướn người khác để sửa thì em có thể trừ cái số tiền mà em mướn người khác để sửa cái sai của nó. Còn nếu mà trong thời gian qua, thường thường cái contract đó thì người ta có thể nói ok cái job này nó sẽ làm trong vòng 2 tuần, lấy thí dụ, nếu mà quá hay tới một cái thời hạn nào là phải chấm dứt. Nếu không quá đó thì cái người contractor có thể chẳng hạn mỗi ngày trả một cái tiền phạt là 50 hay 100 đồng gì đó cho những cái ngày bị chậm trễ. Thì cái contract em không có nói cái vấn đề đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó chậm trễ em vẫn tiếp tục để cho nó tiếp tục nó làm, thì bây giờ nó coi như là em như là quê cái quyền của em để bắt nó phải làm đúng hạn rồi. Thì bây giờ nếu nó làm xong rồi, miễn đó là nó làm đúng cái việc mà em bắt nó làm thì em vẫn phải trả nó số tiền. Bây giờ em không trả tiền đó, thì nó sẽ có thể kiện em, chưa kể là nó có thể put cái mechanic lien vô nhà của em là càng nhức đầu nữa. Ok, thì bây giờ em phải coi lại, em nói chuyện thẳng với nó, ok những cái chỗ nào mà em không có bằng lòng đó thì yêu cầu nó phải giải quyết trong cái thời gian nào đó. Ok. Tại vì nó làm struggle lên mà làm mới cái ngày tuần trước tuần sau là bị bể rồi nứt rồi bể rồi nứt rồi nứt ra đó. Dạ, Thế thì là mỗi khi mà nó làm nó bể, nó nứt, nó hư như vậy đó là em phải cho nó biết. có em có gọi Dạ. nó biết nó tới nó sửa. Nhưng mà em cho nó sửa chừng nào đó, ok em nói là mày làm ấy không được á, thì hoặc là nó sửa không được á, thì đó em mướn người khác thì ông có thể trừ vô. Còn bây giờ đó, yes nó làm không tốt thì như nào, em vẫn để cho nó tiếp tục nó sửa cái đó, mà nếu sửa xong rồi ok thì em vẫn phải trả nó thôi. Tôi nghĩ là nếu mà em từ chối không trả mà không có lý do chính đáng thì nó có thể quay lại nó kiện em thôi nhé. Ok, dạ cảm ơn em. Cảm ơn luật sư. Dạ, tới đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại, thành ra quý vị chờ đường dây tiếp tục, giữ đường dây điện thoại của mình, chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.